chào quý độc giả của báo Đồng Nai. Sau đây mời quý vị cùng điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio. Chương trình có trên các nền tảng của báo Đồng Nai. Vụ bể hụi ở Thống Nhất, công an đề nghị người dân tiếp tục trình báo. Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu bể hụi tại xã Lộ 25 huyện Thống Nhất, công an huyện Thống Nhất cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc và đề nghị người dân liên quan sớm đến trình báo công an. Địa chỉ để trình báo vụ việc là Công an xã lộ 25 theo số điện thoại 02513 964 hoặc Công an huyện Thống Nhất theo số điện thoại 02513 762 865 để được hướng dẫn giải quyết. Bước đầu, Công an xác định ông TQH 36 tuổi và vợ là NTHH 34 tuổi cùng ngụ tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh đến sinh sống, mở văn phòng bất động sản và mở một số dây hụi để cho người dân địa phương và các nơi khác cùng chơi. Hình thức chơi hụi là hụi tuần, hụi tháng đến sáng 26 tháng 5, ông Hát đăng bài trên mạng xã hội thông báo vỡ nợ, không còn khả năng hoàn tiền cho những người góp hụi. Sau đó, nhiều người đã đến văn phòng bất động sản của vợ chồng ông Hát để đòi nợ. Sở Giao thông Vận tải thông báo nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe. Theo Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 27 tháng 5, bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp huyện sẽ tiếp tục nhận lại hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe bình thường. Đồng thời thông báo cũng đề nghị các địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại trung tâm hành chính công tỉnh và các điểm của bưu điện tại một cửa của huyện, thành phố thuộc tỉnh thông tin đến người dân để được biết. Trước đó ngày 25 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải có thông báo về việc tạm thời ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp huyện từ ngày 26 tháng 5 cho đến khi cục đường bộ Việt Nam cung cấp lại phôi giấy phép lái xe. Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đến đầu tư tại Đồng Nai. Tại buổi làm việc với Đồng Nai mới đây, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn NS Young Việt Nam và ngân hàng Shansu Ikeda Nhật Bản đề nghị tham gia tổ điều phối xúc tiến phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai. Tổ điều phối nhằm góp phần tăng cường hoạt động của sáng kiến Việt Nam Nhật Bản, thúc đẩy sự phát triển hợp tác của doanh nghiệp hai quốc gia. Hiện Đồng Nai có hơn 240 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản, thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản đã tổ chức khảo sát 250 doanh nghiệp, còn đó phát hiện những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải để kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh thành lập bàn can sai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đến đầu tư tại Đồng Nai. 16 doanh nghiệp hợp tác xã của Đồng Nai tham gia diễn đàn và hội trợ xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai, Sở Công Thương, 16 doanh nghiệp hợp tác xã của Đồng Nai tham gia gian hàng chung của tỉnh tại diễn đàn và hội trợ xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Tập trung vào các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm OCOP, chương trình mỗi xã một sản phẩm của địa phương. Ngoài ra, một gian hàng của Hiệp hội Gỗ và Thủ công Mỹ Nghệ Đồng Nai cũng tham gia hội trợ lần này. Hội trợ xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của hơn 250 gian hàng thuộc các doanh nghiệp xuất khẩu từ nhiều lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, nông sản, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, dệt may, da dày, túi sách, hệ thống siêu thị và nhà phân phối, vân vân. Đồng Nai phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước. Thưa quý vị, hôm qua 28 tháng 5 tại nhà thiếu nhi tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và cơ sở giáo dục. Có đó tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm chung tay của xã hội trong phong trào học bơi an toàn và các giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn đuối nước, bảo vệ sức khỏe tính mạng cho trẻ em. Chú trọng các hoạt động trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi, cũng trong sáng 28 tháng 5, nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức lễ khai mạc các hoạt động hè năm 2023. Theo đó, từ nay đến hết tháng 8 năm 2023, bên cạnh chuỗi các hoạt động tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, pháp luật, nhà thiếu nhi tỉnh sẽ đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi. Ngoài ra còn có các hoạt động vui chơi giải trí, tổ chức các lớp năng khiếu cho thiếu nhi, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh thiếu nhi là người dân tộc, thiếu nhi mồ côi. Giải Điền Kinh Đài Loan mở rộng 2023, Lương Đức Phước của Đồng Nai đoạt huy chương vàng 1.500m. Chiều tối 27 tháng 5, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam khởi đầu thành công với hai tấm huy chương vàng tại Giải Điền Kinh Đài Loan mở rộng năm 2023. Trong ngày khai mạc, vận động viên Lương Đức Phước của Đồng Nai trong thành phần đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở Chung kết chạy 1.500m, giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 55 giây 38. Sau đó ở nội dung chung kết 400m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Hà Nội hoàn tất cú đúc huy chương vàng cho Điền Kinh Việt Nam khi giành huy chương vàng với thời gian 53 giây 75. Bắt đối tượng tông xe vào tổ tuần tra 161 khiến một cảnh sát giao thông bị thương. Công an huyện Thống Nhất cho biết đang tạm giữ vay trung hiếu 24 tuổi, ngụ xã Lộ 25 huyện Thống Nhất là đối tượng dùng xe máy tông vào tổ tuần tra 161 công an huyện Thống Nhất khiến một cán bộ cảnh sát giao thông bị thương. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 5, tổ công tác 161 công an huyện Thống Nhất làm nhiệm vụ trên tuyến đường D20 thuộc ấp 2 xã Lộ 25, phát hiện Hiếu điều khiển xe máy trong tình trạng không đổi mũ bảo hiểm, có biểu hiện sử dụng rượu bia nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên Hiếu không chấp hành mà cố tình phóng xe bỏ chạy. Khi lực lượng tuần tra tìm cách ngăn lại, Hiếu tăng ga tông thẳng xe máy vào đại úy Trần Thế Kỷ, cán bộ đội cảnh sát giao thông huyện Thống Nhất, khiến đại úy Kỷ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau đó Hiếu lao xe vào bờ tường nhà dân rồi dừng lại. Quý vị vừa nghe tin nhanh audio của báo Đồng Nai. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 5 cũng là ngày làm việc đầu tuần. Chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả.